Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Em Maria Nguyễn Thị Nhuần, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh đến cha và con và Thánh Thần. Anh Vinh Sơn Tê Ngô Văn Tới, xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân danh cha và con và Thánh Thần. Em là Maria Nguyễn Thị Nhuần, nhận anh Vincente Ngô Văn Tới làm chồng của em và hứa sẽ hết lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.